ok nha, đây là một con rider mà đang phát ra một tiếng kêu rất là lạ ở cái bụng máy. Thì mình nghi ngờ thì con này nó sẽ kêu ở cái thốt bơm nước anh em ha. Bây giờ mình tháo ra mình kiểm tra đầu tiên là cái thốt bơm nước coi có phải là nguyên nhân này đó không anh em ha. Các anh em đã tháo ra ha, đây là hậu quả của việc thay nhiều loại nước mát anh em ha. Đây cái két bị kết tủa, anh em nhìn cái màu này là biết bị kết tủa rồi ha. Nếu mà nhìn ở trong này anh em thấy nó không, nó dơ khủng khiếp luôn. Thì đây chính là cái lý do mà anh em không nên đi quá nhiều loại nước mát trong một cái xe anh em ha. Đó, lưu ý thì cái tiếng kêu như cái con xe này là anh em thấy đó, cái này là do cái quạt ở trong này nó có vấn đề thì nó kêu y chang như dế kêu. Cái con xe này là kêu tiếng dế kêu và to nhất, rõ nhất mà anh em có thể mà cảm nhận được ha, nghe qua video được ha. Video mà hướng dẫn thay với cái phốt này thì mình có hướng dẫn anh em ha, anh em cứ làm theo video của mình là ok. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh xử lý lại toàn bộ từ A tới Z cho cái chiếc xe này. Ok nha.